Rồi sáng hôm nay thì Trung tiến hành lật cái đô với cái dĩ và lật cái chậu lên nha bạn. Thì lật lên chậu cát cho sạch sẽ để mình xử lý làm nguội. Cái dĩ này các bạn cạo nha bạn, các bạn cạo lấy láng cái phần mặt dĩ. Tại lúc trước cái dĩ thì mình đã chế cái lớp hầu dầu rồi, giờ mình cạo tới cái lớp hầu dầu là cái dĩ nó láng các bạn.
Rồi bây giờ chúng tiến hành lật chậu lên luôn nha bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi cái chậu đã cạo miệng xong, giờ tiến hành quét lòng chậu nha bạn. Quét lòng chậu cho nó láng xong thì mình tiến hành quét hồ dầu trên miệng để mình kéo bọc cái miệng chậu cho nó đẹp nha bạn. Cái hồ dầu quét lòng chậu các bạn pha loãng nha. Còn đây là cái dĩ nha bạn, cái bề mặt dĩ phần trên các bạn cũng quét cái lớp hầu dầu luôn. Cái này để sau này mình sơn cho nó đẹp luôn nha bạn. Rồi bây giờ các bạn tiến hành quét hồ dầu trên miệng nha bạn. Hồ dầu các bạn trộn cho nó đặc, quét qua một lớp để mình tiến hành mình vuốt bọc cho nó láng cái miệng cho đẹp. Rồi các bạn mình tiến hành vuốt bọc nha. Sau khi cái miệng cái lớp hậu dầu nó đã gáo gáo khô khô rồi thì mình dùng cái miếng bọc này nè, đây là miếng bọc gạo rồi mình tiến hành mình kéo. Thế thì cái miệng chậu chế bằng 8 tấc chung đã vuốt miệng xong nha bạn. Đó các bạn thấy là rất là láng, rất là đẹp nha. Cái này mình sơn là nó ok nha bạn. Đó. Xử lý láng làm như thế thì nó ổn rồi đó. Thì chiều nay chung khởi đầu giờ chiều đi, thì chung sẽ tiến hành đưa cái chậu lên cái chân đôn. Tại chân đôn cũng còn hơi ướt nha bạn nên là chưa có dám để lên. Chiều nay chung đem ra đây chung để lên cái chân đôn cho các bạn xem nó hoàn thiện cái chậu như thế nào nha bạn. Rồi đây là chậu 8 chúng đã làm hoàn thiện nha bạn. Thì chúng đã để cái đôn và cái dĩ và để cái chậu lên thì các bạn thấy đó. Chúng giờ chúng sẽ đo cái chiều cao của cái chậu. Rồi. Chiều cao của cái chậu là 72 nha bạn.
Còn cái miệng chậu thì tính lọt lòng, lọt lòng là 80 nha bạn. Đó, lọt lòng từ bên đây qua bên kia là 80. Thì cái chậu chứ bằng tám tắc là loại chậu bonsai đó, thích hợp mình trồng cây sứ đâu, cây nào có cái bộ đế đẹp thì mình trồng lên, cái chậu rất là đẹp nha. Tại vì cái chậu này cũng không có sâu lồng, chủ yếu là mình trồng những cây có bộ đế đó, mình trưng bày cái bộ rễ đồ lên cho nó đẹp. Thì phần đôn ở dưới cái phần dĩ ở trên nha bạn, đó thì các bạn đo làm sao cho nó dư ra chừng 3-4 phân vậy đó, cho mình để cái chậu cho nó vững cho nó chắc nha bạn. Đó, đó là tổng thể của cái chậu cho bằng à. Các bạn thấy là cái chân cho bằng có những cái móng này rất là đẹp nè, móng chân đẹp bàn các bạn. Còn ở trên cái phần trên của chậu có những cái đường viền mà chúng đã ịn vô đó, ịn vô cái này mình sau này mình sơn mình tách biệt màu qua thì nó sẽ nổi lên, thì chậu cho bằng nó sẽ đẹp các bạn. Sơn giấy đá da đồng thì cũng đẹp đó. Thì đây là cái mẫu chậu hoàn thiện, thì bên cơ sở có cung cấp khuôn luôn. Thì các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn, mua chậu, các bạn liên hệ với Chung, thì số điện thoại Chung đã để trên màn hình video. Thì tới đây thì video cũng xin kết thúc. Thì cuối video chúc các bạn và quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống.